Những con lợn rừng hung hăng và phá hoại mùa màng trở thành một tệ nạn trong nền nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thịt của chúng rất nạc và thơm ngon hơn lợn nhà so với chế độ ăn uống thuần tự nhiên. Hơn nữa, giá trị dinh dưỡng trong thịt lợn rừng cũng khá cao nên người nông dân đã tìm cách thuần hóa loài động vật này để thu hoạch thịt. Từ đó, hình thành nên các trang trại lợn rừng ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy, người nông dân thuần hóa lợn rừng như thế nào? Mời các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng những trang trại lợn rừng để tìm hiểu nha! Cách người nông dân thuần hóa lợn rừng. Tại Hoa Kỳ, cấm người nông dân nuôi dưỡng lợn rừng vì số lượng chúng đang tăng trưởng không ngừng. Nhưng ở một số nước có ngành nông nghiệp phát triển, việc chăn nuôi lợn rừng trở thành nguồn thu nhập chính. Thậm chí, giá thành thịt lợn rừng còn cao hơn lợn nhà nuôi thương phẩm. Lợn rừng không được chăn nuôi theo cách giống như loài lợn thông thường vì bản tính hoang dã nên không thể nuôi trong trang trại khép kín. Chúng ưa thích tự do và sinh sống trong các trang trại ngoài trời được bao quanh bằng những bức tường gạch, bê tông hay hàng rào thép gai cao chỉ hơn 2m và được đào sâu xuống đất ít nhất 40cm dọc theo toàn bộ chiều dài. Vì lợn rừng thích đào bới đất nên phải kiểm tra định kỳ tránh hàng rào bị phá hoại. Các trang trại thường chia làm hai phần, một phần dành cho lợn nái và heo con, phần còn lại dành cho những con lợn rừng sắp xuất chuồng. Việc chăm sóc lợn rừng khá đơn giản vì chúng sống tự do trong trang trại. Tuy nhiên, cần phải theo dõi hàng ngày. Thức ăn cho lợn rừng chủ yếu bao gồm ngũ cốc khô nghiền, cỏ khô và thức ăn ủ chua. Thức ăn khoáng được sản xuất công nghiệp được dùng làm thức ăn bổ sung. Vào mùa khô, nên bổ sung thêm cỏ tươi mới thu hoạch cho lợn rừng để chúng dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng và tăng trưởng nhanh hơn. Ngoài ra, các loại rau củ như khoai tây, cà rốt hay củ cải cũng được bổ sung vào thức ăn hàng ngày. Lợn rừng có thể ăn tất cả mọi thứ nên các loại thức ăn dành cho gia súc khác chúng đều có thể tiêu hóa và hấp thụ.
Lợn rừng thích đầm mình trong bùn lầy hay mặt đất lầy lội sau những ngày mưa nhiều. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy như vậy thật không đảm bảo vệ sinh, nhưng đó là bản năng của lợn rừng. Chúng thích điều đó và các trang trại đang cố gắng nuôi lợn trong điều kiện tự nhiên nhất có thể. Mặc dù những trang trại lợn rừng hướng tới điều kiện giống tự nhiên nhưng vẫn có sẵn các chuồng nhỏ để lợn nái có thể đẻ con. Một số lợn nái sử dụng chuồng, trong khi những con nái thích đẻ trong tổ tự nhiên hơn. Nhìn chung, lợn nái không cần hỗ trợ nhiều trong quá trình sinh sản, heo con có sức khỏe và tỷ lệ sống sót khá cao. Để thu hoạch được thịt lợn rừng có hương vị đậm đà, thời gian nuôi phải ít nhất 1 năm rưỡi và không dùng phương pháp vỗ béo như lợn thương phẩm. Vì vậy, trang trại nuôi lợn rừng hướng tới chất lượng cao cho người tiêu dùng. Khi đến tuổi xuất chuồng, lợn rừng đủ tiêu chuẩn sức khỏe sẽ được đưa vào các nhà máy chế biến. Trong quá trình chế biến, người ta thực hiện lại các khâu kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ khi thịt lợn rừng đạt tiêu chuẩn mới có thể đóng gói. Thịt lợn rừng không chỉ được cắt tươi và chế biến thành nhiều dạng khác nhau mà còn được bán ở dạng đông lạnh và lợn rừng nguyên con. Tại các nhà hàng, tùy vào yêu cầu của thực khách mà có rất nhiều món ăn chế biến từ thịt lợn rừng. Nếu có dịp, bạn hãy thử thưởng thức những món ngon từ thịt lợn rừng này nha! Ở nhiều nơi, thịt lợn rừng gần như là một đặc sản theo mùa. Thịt sông khói, giăm bông được chế biến nhiều hơn vào dịp cuối năm và nhu cầu về loại thịt lợn rừng ngày càng tăng, ngay cả trong lễ phục sinh. Khi mùa thịt nướng bắt đầu, nhu cầu về xúc xích lại tiếp tục. Cách làm xúc xích từ thịt lợn rừng không khác là mấy so với thịt lợn thông thường. Bạn có thể thêm những gia vị mới lạ khác giúp tăng thêm hương vị. Bạn đã từng thưởng thức những món ăn từ thịt lợn chưa? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé!
Bạn biết không, từ góc độ châu lục, 23,1 tỷ USD hay 62,6% tổng giá trị xuất khẩu thịt heo có nguồn gốc từ châu Âu. Ở vị trí thứ hai là các nhà xuất khẩu Bắc Mỹ chiếm 27,5%. Với số lượng xuất khẩu lớn như vậy và chất lượng thịt heo ở đây được đánh giá là ngon và nhiều chất dinh dưỡng, vậy người nông dân chăm sóc hàng triệu con lợn như thế nào? Tôi tin chắc rằng qua video này các bạn sẽ phải kinh ngạc đấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nha! Kinh ngạc với cách người nông dân chăm sóc hàng triệu con lợn. Không hung dữ như lợn rừng, lợn nhà là một giống loài được thuần hóa. Lợn nhà thường nuôi với mục đích lấy thịt hoặc nuôi với mục đích sinh sản phát triển kinh tế. Theo nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia, thì giống này có tuổi thọ trung bình khoảng từ 15 đến 20 năm. Vì thế mà bạn cần phải kiên trì và chăm sóc đặc biệt cho những con cái mang thai hoặc những con non cần trưởng thành. Xây dựng chuồng trại cho lợn chính là việc đầu tiên mà bạn cần làm, đây cũng được coi là một cách chăm sóc. Ở những trang trại nuôi lợn với số lượng lớn, họ đầu tư hẳn một ngôi nhà dành riêng cho lợn mẹ và các con mới sinh. Họ làm những khung trại với độ rộng vừa đủ cho mỗi gia đình lợn. Họ cung cấp cho lợn với hai nhiệt độ khác nhau, vì những con mới sinh sẽ cần khoảng 95 độ F trong một tuần và lợn mẹ cần 60 độ F. Vì thế mà họ sẽ đặt những khung gang cho lợn mẹ nằm để mát hơn và đặt những con lợn con trên tấm lót đỏ. Họ chăm sóc lợn bằng một chế độ ăn uống như trộn bột ngô, đậu tương và vitamin cho chúng. Lợn cần khoảng 16 bao thức ăn mỗi ngày và họ sẽ đi lại quan sát tình trạng của chúng. Lợn con sẽ được bú mẹ trong khoảng 21 ngày rồi xuất chuồng và tập trung với nhau để họ tiếp tục làm kỹ thuật để chăm sóc các con lợn con phát triển trưởng thành. Dù ở trong nhà hay ngoài trời, heo con sẽ cần không gian rộng 16 feet vuông mỗi con, trong khi heo cai sữa và heo già cần gần 40 feet vuông. Họ sẽ cho lợn con ăn thức ăn khô và những thức ăn có chứa các thành phần phức tạp, dễ tiêu hóa và được pha chế có mùi vị giống như sữa lợn nái để khuyến khích lợn con ăn và phát triển. Khi lợn đã lớn dần và trưởng thành, để tăng trưởng tối ưu, họ sẽ cung cấp cho lợn thức ăn thương phẩm chất lượng cao để giúp chúng tăng cân nhanh chóng. Những thức ăn này sẽ được chuyển vào đường ống máy cho ăn tự động mà họ sẽ không cần phải tốn sức đi từng nơi để cho ăn. Để chăm sóc số lợn này, họ tiêu tốn hơn 110 tấn thức ăn mỗi tuần. Những thức ăn cho lợn được họ chế biến sẵn và phù hợp với độ tuổi và giống của chúng. Việc của con người là chỉ cần điều khiển từ xa. Họ sử dụng máy tưới nước tự động để cho lợn tắm hoặc uống nước thường xuyên. Họ đảm bảo rằng lợn của họ được cung cấp nước uống sạch, liên tục và họ loại bỏ đá khỏi nước của chúng vào mùa đông. Họ cung cấp và tiêm cho lợn các loại vaccine được bác sĩ thú y khuyến nghị cho khu vực địa phương của bạn và hạn chế lợn tiếp xúc với các động vật khác sẽ góp phần ngăn ngừa bệnh tật một cách lâu dài. Lợn nổi tiếng là loài động vật bừa bộn, vì thế mà họ chăm chỉ dọn dẹp rửa chuồng. Và giờ đây, ở những trang trại lớn, họ đều sử dụng hết bằng máy móc tự động, vừa nhanh gọn lại sạch sẽ. Nó được ví như một con robot giặt với vòng xoay chuyển động linh hoạt.
thể nói, trong chăn nuôi lợn, chăm sóc lợn chính là công đoạn cuối cùng rất quan trọng để chuẩn bị thu hoạch sản phẩm. Nhiều con lợn được đem về nhà máy để chế biến thịt lợn vô cùng kỹ càng. Thịt lợn là một loại thực phẩm giàu protein và chứa nhiều chất béo khác nhau. Chính vì thế, thịt lợn có nhiều lợi ích liên quan đến vấn đề sức khỏe. Những trang trại nuôi lợn như thế này cũng phục vụ cho nhu cầu tham quan, khám phá của con người, đặc biệt là những đứa trẻ muốn khám phá và yêu động vật. Trang trại Sadires ở quận La Rue được mệnh danh là thiên đường lợn. Khi vào thăm, những đứa trẻ có thể bế nó thoải mái mà không cần sợ hãi và tìm hiểu cách họ nuôi lợn như thế nào. Tham quan du lịch cũng chính là một cách giáo dục, kích thích tinh thần lạc quan và tạo không khí vui vẻ cho trẻ. Video hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn cảm thấy thú vị không ạ? Hãy comment cho chúng mình cùng được biết nhé. Đừng quên nhấn like, share, subscribe ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.